trời ơi lưỡi ngon quá anh chị ạ, xài lưỡi hợp kim ba giới ít này, đúng thế là đắt. Quá nhẹ nhàng, quá đơn giản. Rồi, sắc nhỏ quá, máy dư tải. Mình vào sắc to như này luôn. Cho nó thực tế nha. Một con máy quá đà luôn. Bảo cắt liên tục nha. 48. Sắc hộp lớn. Đơn giản cực kỳ. Làm cho anh chị mình 5-6 lát liên tục luôn. Rồi, sắc lớn nha, có thước đo luôn. Đấy, hộp nè, 48 phân. Vuông, 4 phân, đúng chuẩn. Sắc 1 ly 2. 2 lát rồi. Cắt 10 lát liên tục luôn nha, lưỡi. Rất là xin luôn. Cực kỳ sạch ba lưỡi này, cắt xong đem ra hàng thôi. Đó, nói chung là một cái lưỡi siêu xịn luôn, giá rất là rẻ. Trời ơi, cắt sắt mà bảo mỉ nó như cắt đúng luôn anh chị ạ. Đó, như cắt gỗ thông thường thôi, sắt rất là dày. Anh chị thấy, quá đều nhẹ nhàng, rất là đơn giản luôn. Đó, sắm một con máy này về cắt tuyệt vời lắm. Bảo làm đâu đó cũng là chục lát rồi nha chị nha. Tiếp tục khó hơn một tí xíu nữa xem. Đó, rồi 2 khúc nè, 3 khúc nè, 4 khúc nè. Chào anh chị, trưa ngày hôm nay thì bên cửa hàng Bảo lại về thêm sản phẩm máy cắt sắt mini đa năng hợp kim nha. Đó, đến từ thương hiệu Bo 2. Sản phẩm này á thì Bảo bán quá trời nhiều luôn, mà anh chị đặt cực kỳ nhiều hơn so với hàng ACZ ngày trước luôn. Vì con máy này là nó sẽ ngon hơn này, khung đế là bằng thép, cứng hơn, cắt sắt đương nhiên nó sẽ lớn hơn và cực kỳ ngon hơn. Đó anh chị thấy á, bữa này Bảo đâu có giới thiệu cắt sắt ACZ đâu, vì Bảo bán con này quá trời sướng luôn, rất là nhiều anh chị thích nè. Rồi Bảo sẽ giới thiệu lại nhá. Trưa ngày hôm nay thì hàng cũng vừa cập bến lại luôn, thì Bảo báo mức giá rất là đà từ con máy này. Nếu anh chị nào á thích đi công trình mà cắt sắt từ vuông 1-2 đến là 8 phân, 48 á, là tối đa, thì mình mua con máy này là được rồi. Đó, với mức giá là máy không nha anh chị nha, chưa bao gồm lưỡi hợp kim, mức giá là 1.250.000 là sẽ được là máy không nè. Đó, máy như này với một lưỡi đá thôi. Còn nếu anh chị nào á sang hơn một tí xíu, đó, xài gia đình hoặc là công trình, muốn cắt sắt ra mà đẹp nè, không có ba dớ, mình mua lưỡi hợp kim như này, đến từ hãng Senka thương hiệu Nhật nhá, xài ngon lắm. Bán lẻ như này 480.000 một lưỡi, nhưng mà mua kèm máy á là 1.250.000 là máy đúng không, kèm lưỡi có 350.000, tức là mua một máy nè kèm một lưỡi hợp kim như này có 1.600.000 thôi, mà Bảo bán nhiều quá trời luôn. Đó, anh chị mua về xài công trình nè, thì cắt những cái sắt nhỏ 1, 2, 3, 4 vuông đã lắm, rất là nhanh luôn. Rồi Bảo sẽ đọc sơ về thông số cũng như là máy nha, mã máy luôn. Model của máy á, là 8180. Rồi tiếp tục, máy sẽ xài lưỡi tối đa là 180mm, tức là gần bằng một gang tay, khá là nhỏ luôn. Rồi tiếp tục, máy sẽ có công suất lên đến là 1200W nè, xài điện đương nhiên là 220V, 50Hz, vòng tua tối đa của máy là 5000 vòng. Trong khi mà anh chị mua lưỡi hợp kim đến từ hãng Senka, tối đa vòng tua chịu tối đa là 5500 vòng, đi kèm là 38 răng nha, có thể cắt nhôm này, gỗ này, sắt, thép, cái này làm quá trời. Bảo test nhiều dữ lắm, đó, lưỡi khá là bền nha. Rồi đi kèm máy thì sẽ có là một táng sơ cua để anh chị mình gắn lưỡi hợp kim, tức là bên trong sẽ có một táng gắn lưỡi đá rồi, kèm theo một táng gắn lưỡi hợp kim nè, khóa mở. Thang thang này á có thể gửi đi vỡ, lần sau đặt gì Bảo cho chứ không có đền nha. Rồi Bảo giới thiệu máy
một con máy Hanbo khá là hot. Đầu tiên á là anh chị thấy cái phần mà bảo vệ không, đó nó sẽ là bằng thép cứng nè, có gắt ta phía trước luôn, rất là sang luôn. Rồi thiết kế máy thì được nâng cao lên đế thép ở đây để anh chị mình á có thể là cắt sắt lớn hơn, to hơn. Rồi tiếp tục phần đế thì bảo cũng đo kích thước nha, ngon hơn ACZ nhiều. Đế là chiều dài của đế lên đến là 33. Đó, chiều cao tối đa lúc mà anh chị gập xuống á là máy cao lên đến là 22 nha. Rồi, bề rộng của máy này 19 thôi. Đó, rất là nhỏ luôn. Có eto kẹp nhanh cực kỳ đà. Rồi tiếp tục, bên trong này á thì nếu mà anh chị nào á mua máy zin chưa bao gồm chế đế là cắt được vuông 46 là tối đa nha. Còn nếu anh chị nào á muốn bảo chế đế nè, tero răng sẵn từ hai con ốc này đưa lui đây, cắt được vuông 48 luôn, thì mức giá cũng không thay đổi, bảo chỉ rô răng cho anh chị mình về xài. Đó, giá rẻ hợp lý, cắt sắt 48 rất là khỏe, đặc biệt xài lưỡi hợp kim bảo bán nhiều lắm. Đó, công suất máy thì tương đối vừa phải nha, để mình xài công trình nè, bảo hành dây đồng máy cho anh chị mình á là 6 tháng. Đó, máy chắc chắn là dây đồng rồi nha. Hanbo này là thương hiệu Nhật nha. Nhà máy lắp đặt nó vẫn là tại Trung Quốc, nhưng mà cái phần đế này á bảo bán nhiều, anh chị khen lắm. Đó, đế này là bằng thép luôn, trong khi hạt 1/85 ACZ bảo cũng có bán, nhưng mà nó là hợp kim nhôm, nó nhẹ hơn con này, với lại là đế dài có 24 thôi, con này á tới 32, có eto này, thép này, kẹp nhanh luôn, tuyệt vời chưa. Rồi, giá bán bảo cùng thông báo lại nha, có gác te luôn. Máy không đi kèm một lưỡi đá 1.250.000, nếu mua lẻ lưỡi hợp kim là 470.000, mua kèm máy 480 chứ, mua kèm máy có 350 thôi, tức mua một máy một lưỡi hợp kim có 1.600.000. Về xài công trình, cắt sắt thứ nhất là cực kỳ nhanh, cắt xong không tốn công mài, đưa vào hàng gia đình nhỏ nhắn nè, đa năng, cắt gỗ được, sắt được nè, nhôm được nè, thép cũng được luôn. Mình mua cây này dễ cắt giữ nha, và có thể chỉnh góc được 45 độ cho anh chị mình xài trong nhu cầu gia đình cũng như là thợ thầy. Rồi, muốn đặt sản phẩm Bo 2 đến từ thương hiệu Nhật, có thể xài lưỡi hợp kim mini, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình, hoặc là vào Shopee mình đặt cũng có nha. Mức giá đương nhiên sẽ giống nhau rồi. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video buổi trưa ngày hôm nay về sản phẩm cắt sắt hợp kim mini rất là xịn, ngon, đến từ hãng Bo 2 tại đây. Rồi Bảo xin chào tạm biệt.